Cũng từng có kết hôn rồi ạ. Cách đây 14 năm trước. Hiện tại em cũng đang là single mom và có một bé gái 14 tuổi rồi ạ. Xin mời bạn nữ. Chào cô gái. Mời nhà trai. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh, chào mọi người ở sân khấu và chào bạn trai ở bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Lệ, năm nay em 33 tuổi. Em tới từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lệ làm gì Lệ? Dạ hiện tại em đang làm bên ngành thẩm mỹ ạ. Em đang học phun xăm thẩm mỹ và nối mi ạ. Mình làm ở đâu cưng? Dạ em đang làm tại quận 3. Mời em trai. Dạ em chào anh MC Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan, xin chào bạn nữ và tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay. Em tên là Phạm Quế Lâm, em sinh năm 1989. Em thì quê gốc của em thì ở Thái Bình, nhưng hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên bán hàng treo thị trường. Lanh lợi rồi ha. Nhà gái cho chúng tôi biết về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ mời nhà gái. Dạ ưu điểm của em là một người hay nói, hay cười, dễ gần. Em biết chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Còn về nhược điểm của em thì tính của em hay quên. Em cũng hơi hay nóng, hay giận nhưng mà dễ hết giận. Với cả em hay, cái xấu nhất là hay quên trước quên sau ạ. Sao đâu, sau này có người nhắc em khỏi quên. Em cũng đang tìm chị. Rồi, Lệ có tật xấu gì không Lệ? Dạ, hay quên đó. Em thích nấu ăn nhưng mà em hay bày bừa. Trước khi mà nấu ăn xong thì hay bày bừa nên là dọn cũng hơi lâu. Lệ có dễ khóc không Lệ? Dạ có, em hay khóc lắm, giống như cái tên của mình vậy ạ. Rồi mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì, nói cho nhà gái nghe. Dạ ưu điểm của em ấy thì là do về tính chất công việc nên là em khá là năng động và hoạt bát ạ. Và em giao tiếp chung là cũng khá là tốt. Sale mà. Dạ vâng. Giao tiếp rất là tốt rồi. Vâng, và em còn có khả năng về các cái lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật ạ. Làm gì? Dạ, tức nghĩa là em có thể hát được. Hát hả? Vâng, đôi khi thì cũng có thể gọi là làm MC. Bây giờ em thử làm MC hôm nay. Hôm nay là đám cưới của tên em và tên bạn gái bên kia. Em là Lâm Lệ đó. Một rừng lệ, trời, hơi buồn. Rồi. Mặt ngơ của tôi kỳ quá. Xin được chào mừng tất cả quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đã đến dự hôn lễ của chú rể Quế Lâm cùng cô dâu Tuyết Lệ vào trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin trân trọng được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Quế Lâm và cô dâu Tuyết Lệ xin phép được bắt đầu. Yeah. Được. Bây giờ em có mấy mối tình rồi Lâm? Dạ, em có 3 mối tình ạ. 3 mối. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ, dài nhất là 10 năm ạ. Dạ, dài nhất là 10 năm ạ. 10 năm? Ủa rồi sao chia tay? Mối tình đầu tiên này của em ấy thì là cũng là người vợ trước đây của em ạ. Em có vợ rồi hả? Dạ, em đã ly hôn rồi ạ. Có con chưa? Dạ, em có một bé. Bé nhà em là bé gái, đang học lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2. Em chia tay vợ bao lâu rồi? Dạ, em ly hôn từ năm 2018 ạ. 18 đến nay là 4 năm rồi. Dạ. Em với vợ em quen bao lâu thì cưới? Bọn em bắt đầu quen nhau từ cái năm đấy là năm em học đại học năm thứ 2. Là yêu mấy năm? Còn vợ em năm thứ nhất, nghĩa là bọn em yêu nhau là 6 năm. 6 năm? Vâng. Cưới nhau, ở nhau mấy năm? Cưới 3 năm, ly thân 1 năm và tổng là 10 năm. Một mối tình như thế mà có một đứa con nữa mà ly hôn chắc là nó xảy ra một cái mâu thuẫn lớn lắm đúng không em? Nói chung là trước đây ấy, khi mà bọn em mà còn trong tình yêu ấy thì là bọn em yêu nhau ở thời sinh viên. Nên là cái tình yêu ở thời sinh viên mà khi mà tình yêu mà lúc mà hai đứa đi làm rồi thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Và khi mà có gia đình này về xong rồi là còn con cái, xong rồi là em thì lại chú tâm công việc của em. Còn vợ cũ của em thì là cũng chú tâm công việc, nói chung là hai người là ít nói chuyện, ít tiếp xúc. Rồi là nhiều khi là nó có thể là nó xảy ra những cái cuộc cãi vã nhỏ thôi anh. Nếu mà bình thường thì là mình sẽ không nói những cái lời mà nó khá là nặng. Nhưng mà nhiều khi mà có những cuộc tranh chấp nhỏ như vậy rồi thì đôi khi mình lỡ miệng nghe anh là mình sẽ nói ra những cái lời nó hơi nặng thêm một xíu, rồi càng ngày rồi làm tình cảm ấy giảm sút đi. Và cuối cùng là bọn em nó quyết định là bọn em ly thân. Và sau khi bọn em ly thân 1 năm rồi và cả hai bên là đều vẫn không thể nào hàn gắn được, và rồi đến năm 2018 thì là bọn em ly hôn. Đó là đường tình của bên đây. Mời nhà gái.
mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? À, em có tổng cộng là 3 mối tình. À, em cũng từng có kết hôn rồi ạ. À, cách đây 14 năm trước. Hiện tại em cũng đang là single mom và có một bé gái 14 tuổi rồi ạ. Tụi em kết hôn bao lâu thì ly hôn? Dạ, kết hôn được hơn 2 năm thì đã ly hôn rồi chị. Lúc đó em còn nhỏ quá, với cả có xung đột giữa hai bên gia đình đó. Thế thì mong muốn của em với một cái người mà sắp sửa sẽ coi như là đi cùng với em á, đồng hành cùng với em á, em mong người đó như thế nào? À, em mong muốn là tìm được một người họ có thể cảm thông và chia sẻ được với cái hoàn cảnh của mình đó chị. Rồi một người đó biết chăm lo cho gia đình. Bản thân của em là em so với đồng trang lứa thì em trẻ. Thật sự là có nhiều bạn rất là nhỏ tuổi muốn tìm hiểu, nhưng mà em cũng mong muốn là một người họ có thể chia sẻ được với mình những cái hoàn cảnh của mình để vun đắp cho nhau. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, em mong muốn tìm được một người đàn ông họ trầm tính một chút xíu, tại vì thật sự là tính của em cũng hơi năng động, cũng hay nói nhiều. Về ngoại hình thì cao hơn em khoảng 4m7 là ok rồi. Cũng không cần phải đẹp trai hay gì hết, nhưng mà biết ăn mặc là được chị, gọn gàng. Vậy thôi, có cái điều gì em không thích không? Về đàn ông em không thích là nhậu quá nhiều ạ. Ví dụ đi nhậu về công việc thì có thể một tuần đi nhậu 1-2 lần về công việc thì có thể được, nhưng mà khi mà đi uống á, thì mình phải biết điểm dừng và biết về nhà, không quá nóng tính, cộc tính. Dạ, vậy là được rồi. Nhưng mà bên kia em thích người đàn ông nói nhiều quá. Đây ta làm sao ta nói suốt luôn rồi đó. Mà nói trong công việc được đúng không em? Dạ, ý là đừng có nói nhiều về những cái vấn đề lan man là được. Còn ngoài đó, dạ, chỉ công việc thôi. Chào nhà trai. Dạ, chào chị ạ. Ừ, cao ráo nè, trai dễ phong thương. Độ. Ừ, dễ thương mà. Nói chuyện tốt, giao tiếp tốt. Bạn gái bên kia chia sẻ về những cái mong muốn để có một cái người đàn ông bầu bạn với mình, thì em nghĩ rằng là mình có đáp ứng được không? Dạ, có, tại vì là em cũng rất là thích tâm sự. Đặc biệt đi là khi mà hai người mà đã xác định tìm hiểu này, rồi là yêu thương nhau, thì cái việc tâm sự nó là cái việc cực kỳ quan trọng. Chính vì cái lý do mà em với vợ cũ của em chia tay nhau là cũng là vì hai người quá ít tâm sự với nhau. Tụi em không có đối thoại được với nhau. Rồi bây giờ cố gắng mình đối thoại nhau nhiều em nha. Bây giờ em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Em muốn là bạn gái thì tất nhiên là về vẻ bề ngoài thì là đối với em là không quan trọng rồi. Rồi. Còn chỉ về là tuổi thì là ví dụ là tầm từ tuổi em. Em là có công việc là em làm trong giờ hành chính và em là nghỉ thứ bảy chủ nhật, nên là em cũng rất là muốn là tìm một bạn nữ mà bạn ấy cũng có cùng với thời gian làm việc giống như em ấy. Có thể là có thời gian rảnh nhiều hơn để hẹn hò với nhau nhiều hơn. Công việc của em, chào em gái. Dạ, em chào anh Vinh. Công việc của mình thì từ mấy giờ tới mấy giờ? Công việc của em thì hiện tại thì em chỉ là đang học nghề thôi ạ. Học nghề thôi. Sau này em dự định là sẽ mở spa riêng. Dạ vâng. Đấy, tự do, muốn gặp giờ nào gặp, giờ đi học tới đón về được không, đưa đi học được không đó. Rồi mốt mở tiệm riêng nữa, spa riêng nữa, muốn tới chừng nào tới được không? Dạ, quá được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình đi với ai em gái? Dạ, hiện tại thì công việc của em là thứ bảy chủ nhật á, không có nghỉ được nên là bạn bè của em không tới được. Rồi yên tâm, không sao, có chị bên Lan đây cần đây. Nghỉ thứ bảy chủ nhật bên đây là bị làm thứ bảy chủ nhật cũng hơi căng à. Không có căng đâu, bây giờ mai mốt mình làm riêng mà. Em trai đi với ai? Dạ, em đi một mình ạ. Một mình luôn, hai ta đều một mình. Hy vọng là ngồi hai ta về hai mình. Đi một mình về hai mình. Đúng. 2, 3 mở rào. Mời em. Dạ, em chào anh. Chào em, thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh cũng có một món quà để tặng cho em. Hy vọng rằng là con gấu này ấy, thì là em sẽ có thể là chút bầu tâm sự cùng với nó, vui hoặc buồn ấy, thì là em hãy chút bầu tâm sự với nó. Còn nếu như sau này mà hai đứa mà có thể tiến xa với nhau hơn, thì anh hy vọng là vui buồn thì em hãy tâm sự cùng với anh. Còn khi em cáu gắt ấy, thì em đánh nó, đừng đánh anh sẽ đau lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Đây là thuốc vitamin bổ cho sức khỏe. Anh đi làm ở ngoài sale chắc là đi nắng gió nhiều thì sẽ cần cái này. Dạ. Rồi bây giờ mình trổ tài, mình hát gì cho nó vui vui cái đi. Em sẽ gửi tới hai MC, bạn gái cũng như là tất cả mọi người, một đoạn trong bài hát là
ánh nắng của anh ạ. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Thôi, anh gái hát lại luôn. Em xin hát một đoạn trong bài bài hát của Hạ Nhi. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong giây vàng nhạt nhòa vào mùa trăng đó. Trăng từ phương xa về những giấc mơ, tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ những du hồn du áo, phong sương em vui tình duyên. Quá. Đó, hai người xong ca được đó. Được đây. Bây giờ quay mặt lại, bắt đầu mình giao lưu với nhau nào. Anh có nghĩ về cái việc quen xa không? Tại vì ở Gia Lai mà đi Bình Dương thì cũng khá là xa. Thực ra thì là cái ngành nghề sale của anh ấy thì nó sẽ không cố định là anh ở tỉnh nào cả. Tại vì ấy, trước đây là anh ở ngoài Bắc, anh cũng làm ở cái hãng sale này. Và khi anh chuyển vào trong Nam ấy thì là anh cũng làm cái hãng sale này. Mà hay nói cách khác hơn ấy là hãng sale của bên anh ấy là nó phủ sóng toàn quốc, nên là kể cả là ở Bình Dương hay ngoài Bắc hay trong Nam hay là Gia Lai thì đối với anh thì nó rất là đơn giản thôi. Anh làm sale bên ngành gì ạ? Anh là làm sale của bên P&G, như là chuyên về những cái ngành hàng như là dầu gội đầu này, chăm sóc da này, chăm sóc tóc này, giặt xả rất là nhiều. Cái đấy thì em không cần phải lo, tại vì thực sự là công việc của anh ấy thì anh ấy rất là chủ động, nói chung là anh sẽ sắp xếp được anh làm sale vậy anh có hay đi nhậu không? Anh á, anh thì cực kỳ ít nhậu, tại vì là vốn dĩ là khi mà anh ở ngoài Bắc anh vào đây anh đã ít nhậu rồi, và anh vào đây thì anh lại toàn làm việc với những người mà có gia đình hết rồi ấy. Đâm ra là bọn anh là đi làm từ thứ hai đến thứ bảy thì sau đó là mọi người lại cũng về với gia đình của họ ấy à, nên là anh cũng không biết là chơi cùng với ai và anh cũng không đi nhậu nhẹt cùng với ai. Chỉ có văn phòng ấy thì là một tháng là anh em sẽ tổ chức nhậu một lần vậy thôi. Anh có khó tính, có gia trưởng không? Thường người Bắc thì em thấy hai gia trưởng, ba em là một người cực kỳ gia trưởng. Thực ra ấy, thì là ở nhà anh ấy từ trước đến giờ mẹ là một người nắm toàn bộ quyền lực ở trong gia đình, và bố anh chỉ biết là mẹ bảo cái gì thì là bố đã làm theo như vậy. Và khi mà từ nhỏ mà anh lớn lên ấy thì anh lại học cái tính của bố quá là nhiều. Bố anh thì dạy anh nấu ăn này, dạy anh làm việc nhà, mà đáng nghĩa là những cái việc đấy đáng nghĩa là phải làm mẹ anh dạy cho anh, nên là thực sự để mà nói là anh mà làm gia trưởng thì anh nghĩ là chắc là không có. Vậy mẹ anh có khó tính không? Mẹ anh thì không khó tính, nhưng mà mẹ anh lại không dễ tính. Tính của em thì em rất là mê chơi game, đó là lý do mà em ít bạn bè, mối quan hệ bên ngoài. Tại vì em chơi game đến nay chắc em cũng nghĩ là 16-17 năm rồi. Đa số là em nghiện game online. Trước đây cũng từng là livestream. Em chơi game gì? Trước đây thì em livestream game bong online lên bên điện thoại. Bây giờ em đang chơi Liên Quân. À rồi. Dạ. Vừa nãy anh có thấy là em nói là em biết nấu ăn đúng không? Dạ, em biết nấu ăn. Em nấu ăn cũng khá. Bây giờ mình nói cho nhau cái quan điểm rõ ràng luôn, quan điểm về hôn nhân gia đình. Tại vì mỗi bên đã đổ vỡ rồi, mình nói rõ cho nhau về quan điểm này để xem có hợp với nhau hay không. Thực ra là anh khi anh đăng ký tham gia cái chương trình Bạn Mối Ăn Họ ấy thì là anh rất là muốn quen, sau đó là yêu, và nếu như mà được thì là sẽ tiến tới là hôn nhân. Nếu như ví dụ như mà sau này mà hai đứa mà tìm hiểu nhau mà sâu sắc rồi ấy thì là liệu em có thể là chấp nhận là em sẽ cưới sớm hay là em cưới muộn, hay là ý của em như thế nào? Quan niệm của em á về hôn nhân á thì em cần một người đàn ông họ thoáng một chút xíu. Thoáng ở đây có nghĩa là mình không phải tính toán chi ly quá nhiều. Về thời gian để kết hôn thì em luôn sẵn sàng, gia đình em luôn sẵn sàng. Thì nói chung là cũng em cũng đã hỏi anh và anh cũng đã hỏi em rồi, thì anh cũng cảm thấy là ngay sau khi mà mở hàng rào xong ấy thì là anh cũng cảm thấy là gặp được một người con gái mà anh cũng thật sự là rất là bất ngờ. Rồi bây giờ đây, giờ này bất ngờ hơn nữa. Bây giờ các bạn đã nói chuyện với nhau rồi, hãy nhìn thẳng vào nhau 30 giây.
hãy nói cho nhau nghe tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Sam run thế. Anh có run là có yêu, có hồi hộp là lên, có chờ đợi, có hẹn hò. Thực ra thì là cả anh và em, hai đứa đã cùng đổ vỡ một lần rồi. Để mà tìm ra cái công thức để mà thành công sau này ấy, thì là anh và em cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà anh lại có một cái công thức là anh sẽ không bao giờ thất bại. Mà công thức không bao giờ thất bại này ấy, thì nó lại nằm chính trong những cái điều kiện mà vừa nãy mà em nói ra với anh. Tất cả những cái thứ mà em nói ra anh đều có thể làm được. Và anh hy vọng rằng là ngày hôm nay hai đứa gặp nhau ở đây rồi thì đầu tiên thì nó cũng là một cái duyên đã. Nếu như được thì là anh rất là mong muốn là cả anh và em hai người hãy cho nhau một cái cơ hội để anh có thể tìm hiểu em nhiều hơn. Nhưng mà em có một cái là anh là người thích nói nhiều nhưng mà em lại rất là hay giận. Nhưng mà trong cái thời gian mà em chơi game, thường em hay chơi game buổi tối, em lại không có nói gì, thì cũng hy vọng là tìm được một người có thể thay đổi được em những cái tật xấu với những cái sở thích đó. Tại vì ba mẹ cũng đang muốn tìm một người như vậy. Được không, em trai? Dạ được ạ. Được. Nếu chúng ta cảm nhận được có một chút gì đó rung động về con người này thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn cho ngày gặp mặt. Hôm nay cứ lúng đồng tiền kìa. Cho phép anh nhé. Hai bạn hợp với nhau lắm đó. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn em. Ưu điểm của em là em mình hâm mộ là thể thao anh. Em thích bóng đá anh. Thì còn ưu điểm của em là ngủ được cái yên tĩnh anh. Em mình yên tĩnh á. Không ngại á. Ưu điểm của em thì như là thích nấu nướng, nấu ăn, làm bánh. Sở thích của em thì thích đi du lịch, trồng cây cảnh hoặc là mua sắm gì đó. Là nói chung là em nghiêng về nội trợ thì nhiều thích. Một mẫu hình thế nào em gái? Cao to thì cũng không vừa người là đúng, biết sao đừng cũng bự. Không thích đàn ông đi rau, không hút thuốc. Câu gì tôi cũng có trơn trời. Ghét điều gì đàn ông nhất? Em ghét đàn ông cọc tính. Đàn ông mà hay ích kỷ, hay nhỏ nhen, hay tính toán với vợ con hoặc là anh chị em trong gia đình. Đàn ông mà tính toán vợ. Nhà trai. Mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai mình giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Tôi là tên là Lê Xuân Dũng, sinh năm 1980, quê quán ở Hà Tĩnh. Hiện nay làm việc ở Đông Nai, em làm bên bộ phận sản xuất của công ty của Đài Loan anh. Rồi bây giờ tới với nhà gái nè. Dạ, em xin chào hai MC Quỳnh Linh và Ngọc Lan và toàn bộ khán giả ở phim trường ạ. Mình tên là Nguyễn Thị Lê, quê quán ở Bến Tre, và năm nay mình 37 tuổi. Mình từng làm ở công việc là ở thành phố Hồ Chí Minh, làm công việc là chế biến thực phẩm. Hiện tại thì mình mới vừa nghỉ việc khoảng 2 tuần vì tại vì mình làm ca đêm á. Là hiện giờ là em đang sống ở Bến Tre, chưa có việc làm mới. Chưa có lên Sài Gòn làm lại đúng không? Dạ. Khoảng cách đó, nó lúc đầu nó hơi xa ha. Chúng tôi đã từng làm mai làm mối ở những người gọi là một nơi ở khu vực phía Bắc, khu vực phía Tây, miền Tây Nam Bộ mà vẫn cưới nhau thì không có lo ha. Rồi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi anh. Ưu điểm của em là em mình hâm mộ là thể thao anh. Em thích bóng đá anh. Thì còn ưu điểm của em là ngủ được cái yên tĩnh anh. Anh mình yên tĩnh á. Không ngại á. Ưu điểm này là dung minh của vui vang mình có hai quyền anh. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì như là thích nấu nướng, nấu ăn, làm bánh. Sở thích của em thì thích đi du lịch, trồng cây cảnh hoặc là mua sắm gì đó. Nói chung là em nghiêng về nội trợ thì nhiều thích. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm thì hơi nhút nhát chứ đám đông, với lại ngại tiếp xúc xã giao bên ngoài. Với lại tính mình hay bị nhẹ dạ, dễ tin người á. Chị Lê là bao nhiêu mối tình rồi? Mình 2 mối tình. Dạ, kéo dài bao lâu chị hả?
Mối tình đầu tiên thì kéo dài khoảng 2 năm. Thứ hai thì chắc khoảng vài tháng. Anh Dũng mấy mối tình rồi? Nhưng anh cho em cũng được 2 mối tình. Một mối tình ở trên Thái Lan lúc hai chia tay năm 2014 á. Rồi về Việt Nam em chia tay người ta. Sau là vào thành phố Vinh làm được mấy tháng em có quen một người ở cùng ở bên Tây đó. Họ không chủ về làm dâu ở Hà Tĩnh thôi, chia tay anh. Ủa nhưng mà anh làm Đồng Nai mà sao về làm dâu Hà Tĩnh chi? Không, em là làm công ty ở Đồng Nai thôi, con quê bố mẹ ở Hà Tĩnh cả. Chứ là giờ lấy vợ về bắt buộc phải về Hà Tĩnh làm dâu. Nhưng mong muốn như em vậy. Ông ba là cũng nhiều tuổi đây, ngoài 60 đó. Ngoài 60, nhưng mà Dũng làm Đồng Nai thì vợ về quê làm dâu thì sao? Không, nếu mà trường hợp mà em làm Đồng Nai thì vợ làm Đồng Nai mà thời gian xong rồi hai người về, hai vợ chồng về ngoài quê thôi. Bao lâu thì mình nghĩ là mình sẽ về Hà Tĩnh? Nói cho anh nha, trường hợp không? Bố mẹ mà tới mình phải về thôi, con đường dài còn lâu đó. Chứ đâu phải là về làm dâu ở Hà Tĩnh đâu đúng không? Không phải đấy, còn mình còn làm thời gian bố mẹ mất mình về phải về thôi. Dũng là Dũng ở Đồng Nai là ở với ai? Em ở một mình anh ạ. Mình ở nhà trọ hay là? Ừ, không nhà trọ anh. Mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai luôn không? Thế nào chưa nói tính sao anh, chưa nói mình tính tạm sao? Đâu có, mình phải tính đúng trước rồi. Chứ thì tại vì bởi là em nói anh chứ, bởi là em đã có mua đất ở Lâm Đông rồi. Đó. Còn Đồng Nai thì em chỉ làm công ty ở Đồng Nai thôi. Nhà cửa nói chung ở Hà Tĩnh cái. Còn ba mẹ với ai nữa? Hai đứa em gái lấy chồng ở đây, con đứa em trai cũng ở Lâm Đông thôi. Em trai có vợ chưa? Tôi nói chứ nó còn có con tâm trước rồi anh. Chứ có vợ. Đấy, thật ra khi mình lấy vợ hoặc là mình có người yêu á, là mình phải xác định là mình ở đây, lập nghiệp ở đây hay Lâm Đồng hay là mình về quê để cho bạn gái cũng biết nữa. Dạ, dạ em chào anh. Chào anh. Nãy giờ em qua em nghe lén. Rồi để em sẽ hỏi cô gái bên em coi. Đúng là rồi. Bây giờ là nhà trai là có cái hướng là sẽ lập nghiệp và sinh sống tại Hà Tĩnh. Nếu mà mình yêu á là mình có đồng ý đi theo chồng không? Thì cái chuyện mà mình hợp với nhau mình đi theo chồng thì cái chuyện đó bình thường, nhưng mà chủ yếu là anh chồng của mình á là có sự nghiệp là ổn định hay không, là có đủ để lo cho tương lai của mình sau này hay không, thì cái chuyện mà theo chồng xa xứ đó là chuyện bình thường. Rồi, ngon lành, sẵn sàng làm dâu. Vậy thì bây giờ cái tiêu chí để mà anh chọn một người bạn gái nó như thế nào nè? Một người con gái nói chung đòi hỏi là không đòi hỏi gì cả, đòi hỏi là họ hiểu mình quan trọng, và nhất cái thứ hai nữa là họ chung thủy với mình gì nhiều. Yeah. Mình quan trọng nhất. Cô gái bên đó là dịu dàng, hiền hậu lắm. Anh có cái điều gì anh không thích ở phụ nữ không? Hai câu nhau, hồi nồng tình em thì chú cho anh trời. Tình em là cùng đang hoàng cùng hiên thì em phải làm gì vậy? Anh rõ vậy, có đi đâu xa gọi là Đồng Nai không? Thái Lan em đi nhiêu anh? Đi Thái Lan rồi, đi qua đó làm gì? 5 năm sau em làm công nhân của bên Thà. Sau đó em từ mưa một chị nghiệp nhỏ em máy mặc á chị. Những người máy mặc á. Là được mấy năm ở Thái Lan? Thì nay 10 năm mình Thái Lan anh. Anh nói được tiếng Thái. Dạ, 10 năm thì em nói tiếng Thái được không? Sao hoạt đi khác? Dạ, xin chào anh. Đừng soạn xám xì ha học việc mệt cao xịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không hỏi luôn câu, không nói luôn câu lòng mà khà. Đây, chào anh gái. Dạ, chào anh Huyền Linh. Anh dễ thương, nhẹ nhàng, nói nhỏ nha thôi. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Một mẫu hình thế nào em gái? Cao to thì cũng không vừa vừa người là được, biết sao đừng bụng bự. Không thích đàn ông đi rau, không thích thuốc. Sao gì tôi không có chứ trời. Mới cạo. Rồi sao nữa? Không cờ bạc, không gái gú. Anh có cờ bạc không? Không, cờ bạc thì không có chị ạ. Anh có gãi gũ không? Không chị. Không có. Con điều tra thì nói chung cái lúc cái nó hỏi mà anh ta xem cậu uống. Có rau không? Không có rau chị. Có bụng bự không? Không chị. Không có luôn. Bây giờ không có gì trơn á. Con người đứng kế bên đây có thôi. Có công ăn việc làm ổn định. Ổn định có rồi. Không gia trưởng. Gia trưởng không? Dạ em cũng không muốn gia trưởng vậy. Em muốn con người gia trưởng. Em quê Hà Tĩnh, em muốn gia trưởng đó. Bởi em sống bên Thái Lan lâu em hiểu mà. À dạ, nói chung là đã có một thời gian sống ở nước ngoài nên là cũng rất là hiểu. Đúng rồi. Không muốn gia trưởng. Mình ghét điều gì đàn ông nhất? Em ghét đàn ông cọc tính. Ông mà hay ích kỷ. Hay nhỏ nhen. Hay tính toán với vợ con hoặc là anh chị em trong gia đình. Thằng ông mà tính toán vợ con là thấy mệt rồi đó. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em là bạn của chị Lê. Thì em thấy anh bên đây anh cũng hiền, cũng thiệt thà, cũng thấy cũng hợp với chị. Tại vì chị của em thì chị cũng hiền lành lắm, chị cũng dễ tin nữa, dễ tin người nên hay bị lừa. Dạ em cảm ơn.
cổ hiền mà bạn cổ cũng hiền. Anh trai ơi, em đi với ai? Em đi với một người thân vậy. Chào anh Nguyễn Linh. À, chị. À, chào chị Ngọc Lan. Dạ. À, em cũng là bạn của Dũng, cũng quen biết cũng 5 năm rồi. Dũng cũng rất là hiền, luôn luôn lúc nào cũng lo công việc, không có hút thuốc. Làm cái điều gì cũng rất là nhẹ nhàng. Thì mong bạn gái bên đây, hai người cùng nhau để tìm hiểu thêm. Để mong hai người có cái đi tới một cái tương lai sau này. Cảm ơn chị nha. Sao bữa nay gặp ai cũng hiền hết trơn vậy ta? Hai là trai gái anh hiền. Nói rất là từ tốn, hiền hòa. Sao không có giống tôi? Tôi sao? Bớt chát quá. Tôi ồn ào quá hả? Tôi ồn quá. Thôi vậy la lên coi nào. Mở rào. Đó. Tôi ồn lắm. Rồi mời anh. Xin chào. Hoa. Muốn tặng em là trong một kỷ niệm của mình hai đứa mình gặp nhau, không một điều đó. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ để gửi tặng cho anh. Cũng có món quà nhỏ em tặng anh, nhờ tự tay em làm. Em làm. Em có thể tự làm và em có thể tự đút anh ăn thử không ạ? Dạ, cảm ơn anh nha. Gì vậy anh? Ăn vội ăn vàng. Ngon đi. Thử miếng ăn mày. Gì chứ phải thử. Nước dừa. Mời chị. Ngọc Lan. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Cái này mình tự làm hả chị? Dạ tự em làm. Thơm. Dẻo. Béo. Có chút hơi cu gừng. Ấm ấm. Dạ đúng. Chắc phải ăn hết hộp mới cảm nhận được. Thôi hai người nói chuyện đi. Chuyện ăn để tôi lo. Qua đây. Ông qua đây tôi. Hiện tại giờ em làm ở bên trái là hay là làm ở dạ lúc trước thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8 mà em mới nghỉ đây cách khoảng 2 tuần. Hiện giờ thì em đang sinh sống ở dưới Bến Tre. Nhưng mà trường hợp anh với em mới định với nhau được á, anh có chịu về dạy anh làm không? Dạ về đâu ạ? Trường anh về Đồng Nai đó. Dạ chắc có lẽ là được, tại vì em cũng đang thất nghiệp mà. Đồng Nai khu công nghiệp đầy luôn. Dạ làm việc thì ở đâu thì cũng là như nhau thôi anh à. Nhưng chủ yếu là mình cái tính chất công việc đó có phù hợp với mình hay không thôi. Anh Hồng mình hỏi em là bố mẹ con được không? Mẹ em mới mất được 1 năm, em thì còn 3. Thì anh cũng định với chương trình bạn muốn nên ho thì anh cùng em, anh muốn là cùng em cùng mình cho nhau cơ hội. Thì anh có ngại gì vấn đề yêu xa hay không? Em có chịu yêu thương anh nha, cả em thì sau này một thời gian sau này đó mình ra cả mình chỉ với hai tỉnh thôi, bởi đó ở nhà con bố mẹ như thôi. Cho mấy đứa em gái, em trai nó có gia đình cả rồi. Vậy con đứa em trai thì ở lúc đó còn nhà cửa trong em đông rồi chị. Anh chị giờ là trước mắt là mình sẽ sinh sống ở Đồng Nai để mà mình kiếm số vốn, rồi sau này là mình về Hà Tĩnh mình lập nghiệp. Dạ mới về. Ở đây đó, hai đứa mình quen nhau mà đi tiến tới sâu hôn nhân nữa thì là chúng ta có thể ở sống riêng hay là về quê của anh sống. Thế nếu chơi trường mất hành động cái gia đình sau đấy ông bà mất thì mình phải về ngoài quê đấy. Bởi nhà cửa anh ở Lâm Ấn ngoài đảo cả rồi. Sau này ông bà mất mới về. Mình về ngoài đảo. Anh mua ở Lâm Đồng là mua ở đâu? Em mua đất ở Lâm Đồng rồi mua cà phê với anh. Đức Trọng anh. Đức Trọng hả? Ủa Đức Trọng giờ đất ngon lắm á. Mua khoảng nhiêu rồi? Em mua được hơn hết trái. Trời ơi. Cậu chắc quá. Nói chung là kinh tế vững vàng. Sau này cái tính cách đó là em thì thích nuôi chó, anh có thích yêu động vật chó mèo gì không? Không, anh được nuôi, anh ăn được nuôi được chứ anh đi ăn được, bởi anh theo bên Phật Phật á, anh thì anh cho chỗ được. Không có ăn, ta nuôi thôi. Ta nuôi thôi. Ta nuôi chó để cưng, để yêu, để chịu chứ không phải nuôi để lấy thịt. Dạ. Dạ. Dạ nuôi cái nghe hết hồn luôn. Nuôi động vật tốt. Xui lắm mới bị người ta bắt ăn thịt thôi. Bây giờ là tiến tới nắm tay cái rồi, nãy giờ tôi hỏi hai bên để hiểu nhau hết rồi đó nha, phân tích hiểu hết rồi đó. Anh em mình cho nhau cơ hội sau mình tìm hiểu với nhau đó. Nãy nắm tay con gái thấy sao? Thấy em không biết. Hả? Có thấy em ấy? Có cảm xúc gì với người đối diện không? Còn mặt người nhìn con có hầu thì anh có hầu á. Còn hơi đúng không? Còn cô gái thì sao? Em run giống như thằng lằn xui á. Em run giống như thằng lằn xui á. Kỹ và đưa ra quyết định cho mình. Phải có trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian.
Chúc mừng anh chị. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay. Đó. Được không? Nắm gì được chưa? Một nụ hôn đầu tiên. Đó, thấy chưa đó? Thấy chưa? Thấy đồng tiền chưa? Đó. Bây giờ là... Dạ, Hồng đang sống và làm việc tại Lâm Đồng luôn hả? À, dạ không, em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, sống với con ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả Hồng? Dạ đúng rồi anh ạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan và bạn gái kế bên và tất cả mọi người ạ. Em tên Luân, em đến từ Bình Phước và năm nay em 34 tuổi. Cái gì? Tên gì? Dạ em tên Luân ạ. Gì Luân? Vũ Thành Luân dạ. Trời! Trời ơi! Tôi tưởng đâu Nguyễn Thành Luân dán bài bật ngửa chứ. Hết hồn luôn á. À, Nguyễn Thành Luân là dán bài lật ngửa, dạ. Còn Vũ Thành Luân là dán bài bật ngửa. Dạ. Hai phim khác nhau một chút. Thấy không? À, Luân hiện nay sống ở đâu? Dạ em đang làm việc và sống ở Bình Phước. Ở Bình Phước luôn hả? Dạ. Sống với ai vậy trời? Dạ với mẹ với hai nhóc của em. Cũng có hai đứa con luôn hả? Trời ơi, hôm nay là cặp đôi này là gọi là thuyền đã rạn nứt ha. Thôi vừa mình đóng dạ. Thuyền mới lại nha. Dạ. Đúng cái hoàn rồi. Cảnh sao mà có hai thằng nhóc trước vậy Luân? Dạ thì em lấy vợ cách đây 4 năm thì vợ chồng chia tay nhau thì em... Mình ở với nhau được mấy năm? Dạ 6 năm. 6 năm rồi chia tay 4 năm rồi đúng dạ, không? Dạ. Có hai đứa con nhỏ dễ thương quá ngồi dưới mà dạ. Chắc cũng dữ dội lắm mới chia tay đúng không? Dạ chắc hết duyên nợ. Hết duyên nợ. Dạ. Như cảm giác trong cái duyên nợ đó mình có lỗi gì với người phụ nữ không? Dạ. Bây giờ mình đừng có nói người không có mặt đây, mình nói mình đi. Mình thấy cảm giác là mình có lỗi gì với vợ của mình không? Nói chung nếu mà một cái chuyện tình mà chia tay thì chắc ai cũng có lỗi hết. Ừ. Nhưng mà quan trọng mình nhận thấy cái lỗi mình gì đó để mình khắc phục thôi. Dạ. Theo em thì cái lỗi của em là gì? Lỗi của em hả? Nói chung là em rất là người rất là sống chỉ biết về gia đình thôi. Nên nên là cái bên ngoài thì em không quan tâm tới, nhưng mà đối với gia đình thì dành hết cho gia đình. Nên là nói chung là em thấy em cũng không có lỗi gì để mà không có lỗi gì hết hả? Đôi khi là em bị thiếu cái sự quan tâm dành cho người phụ nữ của mình vì công việc của em nó quá bận thì sao? Đó cũng là một trong những nguyên nhân thì sao? Công việc của em thì dạ chào chị Ngọc Lan. Không, em thì em rất là quan tâm đến gia đình. Em cái luôn luôn là cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng. Nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy giống Nga Lan nó đúng, đúng đó rồi. Bây dạ. giờ một người phụ nữ người ta có hai người con với mình yêu nhau 6 năm, sống với nhau 6 năm thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ở đây mình không phải bắt lỗi người đàn ông hay gì, nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra ok tôi thiếu một cái sự chăm sóc hay thiếu một sự tinh tế nào đó, mình nhận ra được cái lỗi riêng mình đó để mình khắc phục cho cái mối tình sắp tới nè, chứ không dạ. phải mình nói ra cái lỗi mình để làm gì đâu. Dạ. Còn có thể người thứ hai người kia cũng có lỗi, nhưng mà không có người ta đây thì mình không nên nói. Đúng rồi. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thôi mình không đào sâu trong vấn đề của bạn này, có thể là cũng có nhiều điều bạn này khó nói. Chúng ta cái quá khứ mình khép lại và bây giờ mình bắt đầu một cái chương mới. Dạ. Với một cái chặng đường mới, một con người mới, thì chị hy vọng rằng ở cái chương này bạn sẽ không phải mắc bất kỳ một cái lỗi nào mà nó thuộc về quá khứ cả. Dạ. Ha. Ok. Rồi dạ. bây giờ. Nhưng mà không phải, tức là anh nói ra không phải là mắc lỗi, nhưng mà em cũng phải nhận thấy mình có cái lỗi gì. Thật ra nếu mình nói mình không có lỗi gì hết á trong cái cuộc tình đó thì đúng, thật không? Ra nó không đúng. Dạ, dạ đôi khi cái lỗi đó của mình cũng ngay cả bản thân mình cũng không biết. Đó đó, ví dụ như thế. Bởi vì em phải em thấy em có thiếu sót gì không? Em phải tìm ra một cái nguyên nhân nào đó. Mình nhận lỗi trước người phụ nữ thì cũng có gì sai đâu mà sợ. Nhưng mà em cũng phải nên biết, bởi vì có cái lỗi gì đó nó mới sinh ra cái điều đó, chứ lẽ giờ tự người kia bỏ đi rồi không có lỗi gì người ta hay yêu người khác nào đó thì nó cũng chưa đúng lắm. Nếu bây giờ em không, cũng có thể không nói được, nhưng mà em phải nhận ra cái đó để dạ. chi để cái mối tình sắp tới nè. Dạ. Mình cái cuộc sửa hôn nhân được. Sắp tới là mình sửa được để mình không bao giờ có thể chia tay nữa. Vậy dạ. thôi. Dạ. Anh muốn như vậy chứ không phải là anh muốn moi ra cái lỗi của em dạ. để làm khó em đâu. Nha. Đơn giản là tại vì mình cũng là đàn ông, mình biết rằng đôi khi mình thương vợ, thương con mình lắm. Nhưng thật ra là có lỗi mà không biết, có lỗi mình không nhận ra, đôi khi mình vô tư đó dạ. nhưng vô tư nhiều quá thành ra vô tâm
thì nó cũng mệt lắm. Dạ. Thật ra anh cũng rất là nhiều lỗi chứ không phải không có đâu. Nhưng mình biết lỗi thì mình sửa sai. Còn nói mình không có lỗi gì á, mình không sửa thì cũng mệt lắm. Dạ. Không? Rồi, biết vậy đi. Rồi, để tôi... Nãy giờ mình nhảy cốc á, nên bây giờ là mình hỏi, mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. À, để dạ. Tôi về bển nha. Tôi hơi nhiều chuyện. Bây giờ ưu điểm của em là gì nè? À, dạ, ưu điểm của em là em sống rất là trách nhiệm với gia đình. Rồi, trách nhiệm là quá tốt. Dạ. Ok. Thấy hai người con ở đây là biết là em lo cho hai đứa con rồi, đúng không? Dạ, đúng. Là con em nuôi đúng không? Dạ. Rồi, ok. Số 1. Gì nữa? À, nói chung là trách nhiệm với gia đình rồi em nói chung là để vợ giữ tiền. Để vợ giữ tiền cũng được, không rồi đó. Rồi gì nữa? Dạ vậy thôi. Rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm. Khuyết điểm, khuyết điểm là em thì dễ, giống như là trong cuộc sống mà mình khi mình gặp một cái biến cố hay gì đó thì em gì là cái người rất là dễ suy sụp về cái ví dụ như những cái biến cố đến với mình hoặc là những cái dễ suy sụp hả? Dễ, mình dễ bị suy sụp hơn là dễ suy sụp. Thế thì bởi vậy cho chị Lan hỏi, tại vì chị thấy cái hoàn cảnh của em á, em nuôi thường trong một cái cuộc ly hôn á, cái người đàn ông họ ít giữ con á. Đúng rồi. Thì vì nhiều lý do, có thể là cái quyền nuôi con, là cái người mẹ là cái người sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng ở đây là em có thể gọi là giành lấy hai bé để đem về nuôi, thì rõ ràng em là một người cực kỳ trách nhiệm rồi. Yeah. Thế thì cái sự suy sụp của em trong trong cái câu chuyện này á, nó diễn ra như thế nào? Dạ không, thì giống như mình đang có một cái gia đình hạnh phúc mà mình bị mất đi á, thì nó làm cho em cái thời gian nó bị khoảng, nói chung là suy sụp cái thời gian đó. Suy sụp như thế thì tinh thần đâu em nuôi con. Thật ra bạn này vẫn còn yêu, vẫn còn thương cái người vợ của mình, nhưng vì lý do gì đó người kia không còn nữa thì bạn này mới suy sụp, tức là bạn này còn yêu. Thế thì trong cái thời gian mà em suy sụp như thế thì tinh thần ở đâu mà để cho em có thể nuôi hai bạn nhỏ này? Em có nhờ sự hỗ trợ của ai không? Không chị, thì có nghĩa là em tự đứng lên thôi. Có nghĩa là công việc nó sẽ, nó em bận về công việc nhiều thì nó cái công việc nó khỏa lấp cái khoảng thời gian đó. Hay quá. Rồi, dạ. Ok. Như vậy là nói cho tận cùng để nhà gái hiểu được ha. Còn bây giờ tôi sẽ hỏi nhà gái nè. Rồi. Mình có một đứa con gái dễ thương quá ha. Con gái cười tươi. Còn bà ngồi kìa, bà ngồi. Mình chia tay với ông xã bao lâu rồi? Em với em có con với chồng em là năm 2012 thì sinh bé. Thì mãi đến năm 2013 thì em mới bắt đầu là kết hôn. Thì trong cái thời gian kết hôn thì hai đứa em cũng đi thăm nhiều. Nhưng mà cái thời điểm định điểm để em quyết định ra tòa thì là tháng 8 năm 2020. Thực sự ra là em cũng đã muốn ra tòa từ rất lâu rồi, nhưng mà vì một lý do gì đó từ phía chồng em nên anh không có chịu. Anh không chịu ra tòa thì mãi đến tháng 8 năm 2020 thì anh có quen một bạn khác, thì lúc đó thì anh mới quyết định là đồng ý ly hôn với em đó. Dạ. Tức là ly thân là cũng phải là 4-5 năm tính thời gian đó. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Thiếu sự chỉ chia sẻ thôi. Dạ đúng rồi. Của cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi. Đó, mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó để tiếp tục cái mối tình này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn, để hiểu hơn nhiều hơn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, nói chung là mỗi bên có một hoàn cảnh khác nhau, đôi khi cũng khó nói. Mình chỉ cảm nhận là mình sơ suất cái gì, sơ gọi là sót cái gì mình không làm được thôi. Dạ. Để mình bổ sung thôi chứ không có gì hết trơn á. Dạ. Bây giờ thì thôi, mỗi bên thì cũng có trai có gái đủ rồi ha. Nếu mình yêu thương nhau đó, mình cũng có ba đứa để lo rồi. Cũng nhiều. Mấy nhỏ dễ thương quá à. Hai đẹp trai y như bố nó luôn á. Bố cũng đẹp trai. Hai con cũng đẹp trai ha. Rồi còn bên kia. Còn bà cưng ghê ta. Nhìn bà thấy cưng ghê. Cưng luôn. Cưng bà dài, nhớ người mẫu. Cưng rồi nha. Rất cưng á. Bác Linh khoái con rồi đó. Tôi khoái con gái lắm, tôi đẻ con gái càng nhiều càng tốt. Con gái đời mới nể. Không đẻ con gái đời không nể lên nha. Rồi. Rồi bây giờ thì cái tiêu chí hả? Đúng rồi. Đúng chữ rồi. Cái tiêu chí để chọn một cái người đàn ông của em là như thế nào? Dạ em thứ nhất là em không thích đàn ông nhiều chuyện. Đàn ông nhiều chuyện mà mệt lắm á. Dạ. Cái thứ hai là em không thích đàn ông vô duyên.
Vô duyên. Dạ đúng rồi. Đôi khi có người ta vô duyên mà ta không biết ta vô duyên thì mình phải bổ sung duyên cho họ thôi. Đúng rồi, mình phải nhắc người ta anh cái đó hơi vô duyên. Tức là tại vì trước khi em đến chương trình này á thì em cũng quen một vài anh thì họ rất là thẳng. Chưa biết em thế nào hỏi lý do sao em ly hôn chồng vậy. Rồi em quyết định quay về với chồng em không? Rồi họ những câu đại loại là vô duyên như vậy, em không thích. Và cái thứ ba là em không thích đàn ông ở dơ. Ông ở dơ. Đúng rồi, không nên ở dơ. Dạ. Họ nên thấy có nhiều người phụ nữ hay nhắc rằng ông đừng ở dơ. Dạ đúng rồi. Rồi. Và chỉ vậy thôi. Em chỉ thôi hả? Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là em sống rất là thành thật. Đối với những người mà ví dụ như là mẹ, gia đình về phía em thì em không nói ha. Còn đối với gia đình phía người yêu của em á thì em xem bố mẹ em như thế nào thì em sẽ xem người bố mẹ của bên phía người ta như vậy. Tại vì em chỉ quan niệm là nếu như không có bố mẹ của người đó thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông đó để cho em ôm. Nha. Còn em thích sòng phẳng. Em thấy cái ưu điểm của em là em sòng phẳng. Em sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Thì em cảm thấy như vậy đó là ưu điểm của em. Và em không nhiều chuyện. Em cũng không thích thọc mặt vô chuyện đời tư của người khác. Đúng rồi, chuyện mình lo chưa xong. Dạ, đúng lo rồi. Chuyện người khác chứ. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em đó. Là chỉ nhiêu đó thôi đó. Được. Dạ. Tôi thấy nhà gái cũng sâu sắc đó. Và cái nhược điểm của em thứ nhất là em không biết nói. Cái thứ hai là em hơi khó tính. Hơi gì? Khó tính. Khó tính, không biết nấu ăn, khó tính nữa. Khó là khó làm sao? Ví dụ như là đối với những người xung quanh em thì như thế nào cũng được. Nhưng mà còn đối với những người thân cận nhất của em là chồng em và là con em là em không nhiều chuyện thì em cũng không thích người ta nhiều chuyện. Em không ở dơ, em cũng không thích người ta ở dơ, mà khi mà em ra ngoài đường em chỉnh chu thì em cũng thích chồng và con em cũng chỉnh chu như vậy. Cái đó gọi là khó tính. Mà cái khó tính của em thì chị em cũng nói, mà mẹ em cũng nói và con em cũng nói là em khó tính. Nó có hơi áp đặt không em? Em không thấy cái đó là áp đặt. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, thậm chí ngay cả chị, khi chị ra ngoài đường chị cũng không thích người nhiều chuyện mà. Cái đó là em đang không cố. Cái nhiều chuyện thì đúng rồi, nhưng mà cái chỉnh chu á, tại vì có thể với em nó là cái sự chỉnh chu. Em ra đường em thích đẹp, em thích chỉnh chu. Đó là cái tức là cái quan điểm của em, cái nhìn của em nó là như vậy. Nhưng có thể là cái người đàn ông bên cạnh em, người ta là thấy ủa anh có chỉnh chu rồi mà ta. Nhưng mà em lại muốn chỉnh chu theo cách của em. Cái chỉnh chu của em là nếu như trong một cái vấn đề gì đó mà người đàn ông đó và em nữa cảm thấy là ai cũng thấy ý kiến của mình đúng thì em sẽ mời người thứ ba, em sẽ nhờ người thứ ba người ta nhận định coi là ai đúng. Nếu như người thứ ba mà nhận định em đúng thì anh phải theo em, còn nếu như người thứ ba nói là anh đúng, ok sure, thì em sẽ theo anh. Rồi mua chuộc người ta làm sao? Không, chị sao ta? Tôi ý kiến về vấn đề này được không? Được. Tại vì mình thấy rằng là đó là cái việc của mình với gia đình mình á, thì mình cũng nên hạn chế để mà để một cái người thứ ba họ phải quyết định. Tại sao em lại phải nghe cái lời nhận xét của người thứ ba? Đang nói về cái vấn đề chỉnh chu thôi. Dạ. Được, không ý kiến đó cũng hay. Nói chung là giờ Ngọc Lan Bùi Linh cãi nhau kêu ngang ra coi đứa nào đúng. Thí dụ vậy. Cái đó là bạn bè khác, còn cái này gia đình nó lại khác. Thật ra nói vậy chứ không đến mức gì đâu. Dạ. Em hy vọng là không đến mức như vậy. Dạ đúng rồi. Cái đó chuyện nó vui là làm gì có chuyện mà cãi nhau đã xong. Dạ. Thứ ba giải quyết. Dạ đúng rồi. Mặc hai bộ đồ đi ra đường, bây giờ kêu bạn sớm qua hỏi bây giờ coi đồ ai đẹp hơn. Lực thấy cũng mệt. Mệt là tại vì bà cũng có ý kiến khác nữa không? Nói chung là cái sự chỉnh chu khi đi ra đường rồi. Theo cái mong muốn của người phụ nữ đó là một cái điều tốt, nhưng chị vẫn khuyên là em bớt khó một chút xíu lại, bởi vì cái quan điểm của người ta nó sẽ khác, còn cái quan điểm của mình nó khác, mình không nên áp đặt quá nhiều, trừ khi nào đi ra đường mà quá bê bối thì thôi. Dạ, nhưng mà chị Lan yên tâm đi, gu thẩm mỹ của em là cũng có. Thế nên là em cũng sẽ không phải áp đặt tới mức mà làm cho anh ấy phải khó chịu đâu. Chỉ cần đàn ông ra ngoài đường, chỉ cần quần áo không lộn thuận, đi một đôi dép bình thường cũng được, nhưng mà phải đàng hoàng, chỉ vậy thôi chứ em anh cũng không có khó khăn. Anh thấy là thua với tiêu chí của em rồi đó. Anh cũng hơi lượng thường lắm. Anh em bây giờ chị dép giao thông không à? Chị dép nếu vậy thì chị chỉ ra nè. Mình là đàn bà, mình nhượng chút xíu không sao hết trơn. Bây giờ em không muốn cái người đàn ông đó lượng thượng, và em muốn
chỉnh chu theo cách của em cứ sắp sẵn đồ cho ảnh. Dạ, em ủi rồi. Đồ cho ảnh rồi em sắp sẵn một bộ đồ cho ảnh. Ngày một tuần 7 ngày em sắp 7 bộ đồ để xếp vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm sau rồi. Dạ, sáng rồi. Anh cứ ra anh mặc bộ đồ đó vô cho em. Đúng rồi, ngày xưa em ở với chồng em cũng vậy á. Dạ. Có đó. Vậy là ok. Mà xã tôi cũng vậy nhưng mà tôi không mặc bộ đó, tôi lấy bộ khác. Cũng chướng khí kỳ đời lắm. Nhiều khi á, thí dụ bữa nay đi gọi là đi làm chương trình ngoài trời á, nắng nôi đi sình đất qua xếp 7 ngày 7 bộ đồ vest. Rồi sao mặc được phải lượm bộ đồ khác. Không, con tin là chị Thảo sẽ không có như vậy. Chị Thảo nắm được lịch của chú mà. Tiền thôi, nắm như ngày đó nộp nhiêu tháng đó, nộp. Mệt thôi. Nhưng mà rồi. Người ta chuẩn bị đồ nào thì mình mặc đồ đó đi. Mình chia sẻ cho mọi người hai bên nhìn rõ cái quan điểm của mọi người ha. Bây giờ thì thôi mình hỏi ý kiến người thân cho họ gặp mặt đi. Còn mình nãy giờ mình phân tích thôi, chứ biết ai đúng ai sai hết. Phân tích hơi nhiều. Mình hơi nhiều chuyện. Em đó. Đi với ai cưng? Mà bên dạ, nhà gái không thích nhiều em. Chuyện nha. Em chỉ đi với con thôi. Dạ đúng rồi ạ. Con gái, rồi. Cưng quá à. Tôi khoái bà này rồi nha. Bà là mạnh dạng lắm. Miro của con đâu? Miro con cầm Miro đi con. Con để vô cái trong cái này nè con, đúng rồi. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Chào con. Thì con hay chú kia cũng được. Hợp với má con. Bây giờ chú hỏi con muốn má đi lấy chồng không nè. Dạ rồi. Hả, con muốn má lấy chồng không? Dạ có. Chi vậy con, má lấy chồng sớm để làm gì? Hả, má nhà má la con quá mà. Con muốn má lấy chồng khỏi la con hay sao? Nhà mẹ hay la không? Dạ có. Vậy giờ ý là muốn mẹ lấy chồng để mẹ bớt la con hay sao? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Vậy là mẹ khó lắm nè, con mà nó còn con mẹ khó không con? Dạ có. Khó hả? Dạ. Ở nhà ai nấu cơm con ăn? Ừ, dạ lâu lâu thì con nấu mà lâu lâu má con cũng nấu. Mấy má con nói má con không biết nấu ăn. Con lâu lâu nấu. Bạn ấy nấu. Con nấu luôn hả? Dạ. Con bắt đầu nấu cơm từ bao nhiêu tuổi? Ừ, con bắt đầu nấu cơm từ năm 8 tuổi. Từ thôi, khi mà con ta. Ở với bà ngoại con. Con giỏi hả? Ừ. Bây giờ nè cô Lan hỏi thiệt nè. Bây giờ con nhìn chú bên này đi. Đó, nếu mà ngày hôm nay mà mẹ và chú bấm máy á, lộn, mẹ và chú bấm nút á thì con có vui với cái quyết định đó của mẹ không? Dạ có. Con thấy chú như thế nào? Con với chú cũng được. Cũng được. Chú được trai không? Dạ có. Con có muốn nói gì với chú không? Con có chưa? Con có muốn chú giúp gì mình trong công việc khi mà về nhà mình không hay gì đó, yêu cầu gì với chú không? Dạ. Con có yêu cầu gì chú không? Dạ không. Chú chơi với không con hả? Nhiều không? Dạ không, tại con đang sắp thi rồi nên con... Sắp thi không muốn chơi nhiều nha. À, con muốn chú có... đưa con đi học không? Dạ thôi, nhà con gần trường. Con muốn có em trai, em gái gì thêm không? Dạ không luôn. Không hả? Rồi bây có giờ con có sẵn hai anh bên đó đó, rồi con thấy làm sao? Con thấy bình thường. Hai anh bên đó sẽ chơi với con. Vui lắm á. Hai anh chơi đủ thứ trò chơi chứ. Chơi game này kia được không? Được ha. Rồi, được rồi. Thích chị này chị độc lập, chị mạnh mẽ và chị quyết đoán. Thích là thích nói, không thích là nói không. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 10 tuổi. Trời ơi, 10 tuổi giỏi quá. Được đó, chú thấy con bản lĩnh đó nha. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ với hai nhóc à, với dì. Mẹ đây hả? Dì của em và em gái. Dì hả mẹ? Dạ dì, mẹ hả? Luôn, mẹ luôn, mẹ luôn. Mẹ luôn hả? Dạ, mẹ rồi dì rồi à, hai người em, luôn đúng dạ. Rồi. Bây giờ ý kiến mẹ cái đi nè. Mẹ có còn con đẹp trai rồi nha. Mẹ cũng đẹp nữa. Chị lấy cái khẩu trang ra ngoài luôn đi chị. Đúng rồi. Alo. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào tất cả mọi khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy bé gái bên đây cũng xinh, dễ thương mà dạy dỗ con rất tốt. Cô cũng mong là cho con trai của cô một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau đi. Dạ. Tại vì Luân nó rất là... Nó là một người đàn ông rất là tốt. Dạ. Nhưng mà số phận của nó gặp một người vợ không tốt.
cô chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Rồi cho chú Nguyễn Linh hỏi con trai lớn thế này con. Còn nhiều con thấy bà nội cũng khóc rồi đó. Dạ. À, con có muốn ba con lấy vợ không? Dạ có ạ. Có hả? Con thấy cô này sao? Được không? Dạ dạ được. Hiền không? Không hiền. Dạ. Cũng hiền. Cũng hiền hả? Con thấy em gái nè dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Dễ thương. Mai mốt nếu mà mẹ con với chú này có duyên với nhau á thì con nhớ thương em gái nha. Dạ. Con có chơi cùng chơi với em gái không? Dạ có. Có nhường nhìn em gái không? Dạ có. Trời chú thương hết sức luôn. Được rồi, chú hỏi gì được rồi ha. Bà nội mặt phúc hậu chứ sợ luôn. Có thằng trai cũng đẹp trai ha. Được rồi. Bây giờ mình hỏi hết rồi nói chuyện để hai bên cảm nhận về nhau nha. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi chuyện gì đến nó đến ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Rồi bước qua đi. À, lần đầu gặp em anh có món quà tặng em. Em chào anh. Dạ. Trước tiên là anh cho em xin phép được tạm thời không nhận bó hoa này được không ạ? Dạ. Tại vì em thực sự em rất là ít khi mà nhận quà từ một người mà không hề có ý nghĩa gì với em cả. Bởi vì em rất là trân trọng những cái món quà mà cái người đó tặng cho em. Và ngày hôm nay thì em cũng không có mang món quà gì lên đây cả. Nếu như mà em và anh có đồng ý hẹn hò thì anh cho phép em nhận món quà này sau. Và anh cho phép em là được nợ anh món quà để lần đầu tiên mà hai chúng mình đi hẹn hò thì em sẽ tặng cho anh được không ạ? Ừ, dạ, em rất là xin lỗi anh nha. Rồi. Anh thông cảm giùm em ạ. Trời, thấy khó rồi đó. Quay mặt lại nhau đi các bạn. Cũng có thể đó là một trong những điều kiện để mà bấm nút thì mới nhận hoa đúng không? Cũng có một cái ý hay của nhà gái chứ không phải là nhà gái có một cái ý gì hết á. Nên là mọi người, chúng ta bỏ qua câu chuyện này nha. Chúng ta bắt đầu tới cái câu chuyện là mở rào ra rồi đó, các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Anh nói trước đi ạ. Em sinh sống ở Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi. Anh hồi nãy thì anh giới thiệu bản thân anh là tại anh đang làm dạy lái xe ở tại Bình Phước. Dạ. Anh sinh sống ở Bình Phước luôn. Không biết là em có cái suy nghĩ gì về anh không, về cái điều kiện của em như thế nào? Thực sự ra thì em không phải là một người vội đánh giá người khác chỉ qua một vài câu nói hoặc là chỉ qua một vài lần trò chuyện. Dạ. Thì bây giờ nếu như anh hỏi em là em suy nghĩ gì về anh không thì em sẽ không, em trả lời là không. Nhưng mà nếu hỏi là em có suy nghĩ gì về cái cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ hay không thì em nói có. Bởi vì có thể tin tưởng anh thì em không, nhưng mà em sẽ tin tưởng mẹ anh nhiều hơn. Dạ. Anh cho em hỏi là theo như anh thì trong một cuộc tình đó, điều gì là quan trọng nhất? Trong cuộc tình, cái sự cảm xúc với nhau, em cảm xúc giữa hai người với nhau. Theo như em á thì thứ nhất là phải nên biết chia sẻ, thứ hai là phải biết lắng nghe, và điều quan trọng là phải biết thay đổi. Thế cho nên là nếu như sau này em với anh mà có hẹn hò với nhau á, ở em có làm những điều gì anh không thích thì anh nói thẳng, anh không thích em như vậy. Ok, nếu như em cảm thấy là em thay đổi được, tình yêu của em đủ lớn thì em sẽ thay đổi. Hoặc là em làm cho anh buồn vì một cái gì đó thì anh cũng nên nói để lần sau em rút kinh nghiệm. Hoặc là em cũng vậy thôi, em chỉ có nhiêu đó muốn nói với anh thôi ạ. Và không, chị em nói một câu nữa là mình yêu nhau á thì mình phải sống vì nhau. Anh thương em như chính bản thân anh thì em cũng sẽ thương anh như chính bản thân em vậy thôi. Em chỉ muốn nói nhiêu đó hả? Thực ra anh thì là một người sống rất là hướng nội, có nghĩa là anh rất là thích về cái em, anh chỉ sống về gia đình thôi, hướng về gia đình mình thôi.
chứ còn anh không có không có những cái thời gian anh có thời gian thì anh cũng chỉ về hướng về gia đình thôi, chứ anh cũng không có hướng về bên phía bên ngoài như là bạn bè hay là nhiều lắm. Nên là tất nhiên là anh sẽ có nhiều cái sự chia sẻ với vợ hơn, ví dụ như là làm việc nhà hay là chăm sóc con cái thì cái đó là anh có thể chia sẻ mọi thứ, thậm chí là những cái việc vợ chồng làm ăn hay là những cái sinh hoạt trong cuộc sống này nọ thì anh có thể chia sẻ hết những cái vấn đề đó. Và anh chỉ muốn hỏi một điều là nếu trong cuộc sống của vợ chồng á, nếu mà có những lúc thăng lúc trầm thì cái những cái lúc mà thăng trầm đó, đó thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua cùng với chồng của mình không, hay là sẽ có nó sẽ những lúc thăng lúc trầm đó em? Thì em cũng trả lời thẳng là em đủ. Bởi vì thực tế là khi mà em ở với chồng em thì cũng nhiều khi hai đứa cũng phải vất vả lắm. Thế nên là em vẫn có đủ bản lĩnh để mà cùng anh ấy vượt qua. Nhưng điều quan trọng là anh ấy có xứng đáng không? Tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi. Cho tới khi mà hai đứa em thành công thì anh ấy lại là người làm cho cuộc sống hôn nhân đó tan vỡ. Và bản thân em là một người rất là cá tính. Thế nên là nếu như mà khi em đã cùng anh vượt qua khó khăn rồi nhưng anh lại không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa thì em sẵn sàng chấm dứt. Em sẵn sàng ra đi hai bàn tay trắng. Bởi vì anh cũng nên xác định là em là một con người rất là cá tính và rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cái cá tính đó của em, nếu như anh có làm gì sai thì em mới cá tính. Còn cái cá, anh muốn em thay đổi về cái cá tính là có nghĩa là vợ chồng nên cởi mở và thoáng với nhau hơn, nghĩa là sống trong một nhà nó giống nó đừng có một cái rào cản mà đừng có một cái gì đó gọi là nặng nề với nhau. Trong gia đình lúc nào cũng có cái sự hơi ấm trong đó. Và anh đang hiểu sai em rồi. Cái tính em, ý của em nói ở đây là cái tính của em mạnh mẽ, tức là những việc gì em làm được thì em sẽ không bao giờ nhờ thế anh. Cái đó thôi, chứ còn tất nhiên vợ chồng thì phụ nữ mà cũng có lúc phải mềm yếu. Anh vẫn thích những người phụ nữ bánh bèo một chút. Chứ em đừng, có nghĩa là mình đôi khi mình cá tính mạnh mẽ quá, mình cái gì mình cũng có thể là nghĩ là mình lo được cho mọi người. Nhưng mà anh thì là cái người đàn ông, anh chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh mình để mình bảo vệ người phụ nữ đó thôi. Chứ còn vậy khi mà em bánh bèo thì anh đừng có chê nha. Tại vì ngày xưa khi mà chồng em sau khi ở với em xong rồi thì chồng em về nói với mẹ em là: mẹ ơi, sao cô Hồng nhõng nhẽo quá, con chịu hết nội rồi. Chứ tới khi mà em nhõng nhẽo, tới khi em bánh bèo là anh không được la nha. Tất nhiên đàn ông, cái người phụ nữ đối với anh thì là một cái niềm tự hào của anh. Nên anh đi đâu thì anh cũng muốn, có nghĩa là vợ chồng đi cùng với nhau. Và giống như đó thì cái kiểu như là em phải mình lúc nào cũng phải cái tình cảm với nhau. Đúng chứ rồi. Mình đừng có mà lạnh, cái kiểu như là có một cái rào cản gì với nhau. Em thì cũng vậy. Đối với anh chỉ là như vậy. Em cũng là một người ra ngoài đường em rất thích thể hiện. Nếu như mà vợ chồng vui vẻ ra ngoài đường thì em cũng rất là thích thể hiện điều đó cho cả thế giới biết rằng tôi có một người chồng thương tôi vậy đó, chúng tôi hạnh phúc vậy đó. Mấy cái tiêu chí mà hồi nãy của em á thì anh thấy là anh số 1 không ạ? Sạch nhất rồi, chỉnh chu nhất rồi, tất cả mọi thứ. Còn đó, bây giờ mình nói chút xíu về chăm sóc con cái đi. Dạ. Nếu như hai người có duyên với nhau thì con cái sao? Rồi mình ở đâu? Mình quyết định về đâu mình sống, mình phát triển kinh tế thế nào? Mình thử đi xa hơn chút xíu đi các bạn. Dạ. Thì em á, thì bản tính em dạy con rất là khó. Ngay từ khi nhỏ em đã được mẹ rất là nuông chiều rồi. Và em thấy cái sự nuông chiều đó nó chỉ làm cho em, nó chỉ có hại em sau này thôi. Cho nên khi mà em dạy con em là em sẽ phải dạy con tự lập. Là những việc gì ở độ tuổi của con làm được thì em bắt buộc con phải tự làm. Mình là người lớn, mình chỉ có thể hỗ trợ cho nó những cái việc nó không làm được thôi. Còn tất cả những việc mà ở độ tuổi của nó làm được thì chắc chắn là nó phải tự làm. Cho nên là nếu như sau này về mà anh cảm thấy em khó khăn với con anh thì cái đó không,
Không phải là em không thương đâu, mà cái đó là do bản tính em muốn rèn giũa cho nó tính tự lập. Và ngay cả thậm chí mà con em không biết như thế nào, chứ em dẫn con em đi đâu thì ai cũng khen là sao con bé này, sao mẹ nó dạy tuyệt vời quá vậy. Đôi khi là hàng xóm người ta còn nói em là sao mày hung dữ với con mày quá vậy. Mà thực ra là em muốn con em ở điều kiện tốt nhất có thể. Em muốn ra ngoài đường người ta nói một câu là ừ, con bé này nó không có ba dạy đó, nhưng mà mẹ nó dạy nó tuyệt vời quá. Em thích vậy thôi, còn đó là quan niệm của em nha. Còn sau này ví dụ như mà nếu như mà có con chung á, thì nhất định con phải để em dạy. Tại vì em tự tin mà nói rằng em dạy con em tốt mà. Ok, nếu mà em dạy con được thì anh đã cho em dạy chứ anh dành chi. Rồi về kinh tế sao nè? Nếu hai người đang yêu xa đó, nếu mà chúng ta đủ duyên với nhau thì mình ở đâu, mình phát triển kinh tế như thế nào, quan điểm của mỗi người luôn đi. Công việc của em ở Sài Gòn, có nghĩa là nhà em ở Lâm Đồng. Và dạ đúng rồi. Và em có nhà ở đây chưa? Dạ chưa. Em chỉ có nhà chồng cũ em thôi, chứ còn em thì chưa có. Thì anh, cái này thì bây giờ nói chung là mỗi người một công việc ở mỗi nơi khác nhau, nên có thể là cái này mình sẽ bàn tính sau. Dạ, đúng chú rồi. Không, quan điểm thôi. Không, quan điểm tất nhiên là phải tính. Thí dụ có quan điểm bây giờ, thí dụ giờ em nói anh với em lấy nhau thì em có thể về với anh được hay không, anh sẽ lo cái gì đó để cho người phụ nữ có thể an tâm. Dạ. Hay là em nói là em không về, em nhất quyết em phải ở thành phố Hồ Chí Minh thì thôi, thí dụ vậy. Thật ra bản thân anh á, thì hiện tại á, lúc trước là cũng giống như em vậy đó, có nhà chung của hai vợ chồng này nọ đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng mà sau khi chia tay thì anh về nhà mẹ ở, thì bây giờ anh vẫn còn ở chung với mẹ với hai nhóc thôi. Còn sau này nếu đã đến với nhau thì chắc có lẽ là mình sẽ hướng về Sài Gòn em ha. Sao cũng được, mình cảm thấy ở nơi nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái nhất thì ở. Em cũng có thể về Bình Phước ở cũng được, và chấp nhận thì điều đó có nghĩa chấp nhận là em sẽ làm một công việc mà nó không hề phù hợp với em và ít tiền lương cũng được, lúc đó là anh phải tự chịu nha. Rồi. Thì tại vì anh thấy tại con cái 21 tụi nó cũng hướng về Sài Gòn đó ở không chứ. Dạ. Thì cái đó mình bây giờ mình cứ tạm thời là mình tính vậy trước đi, sau này mình tính tiếp ha. Đúng rồi. Dạ. Đó. Thôi, mình giải tỏa bằng một vài phút văn nghệ rồi quyết định đi các bạn. Em trai, em tiến tới hát tặng cô gái một bài nào đó mà mình yêu thích chẳng hạn. Bây giờ thấy hơi trong căng thẳng quá, hơi căng thẳng xíu ha. Đúng rồi. Nào, em trai. Dạ. Tiến tới nắm tay em gái, mình giao lưu về mặt cảm xúc, cho mình hát bài Lời Tỏ Tình Mùa Xuân hay Lời Tỏ Tình Dễ Thương hay gì đó, ví dụ chẳng hạn. Dạ. Tới em trai. Dạ, em ngồi đây hát. Đúng rồi, tới luôn, đứng nắm tay bạn gái. Mình nắm tay mình mới có được một cái cảm nhận rõ nét nhất. Hôm nay đến đây gặp em thì cũng là một cái duyên, thì anh cũng muốn là nó sẽ có cái gì nó bền lâu hơn, và anh tặng em ca khúc mà Mãi Mãi. Đời bao buồn vui, quay mặt ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhắn du tiếng hát chơi vơi, hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng